Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Trang Trang TV và tôi là Hoàng Sơn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024. Và chúng ta quay trở lại cái câu chuyện. Đây là một cái ngôi nhà có thể nói rất là đẹp đẽ, rất là hoành tráng. Nó còn hơn cả biệt phủ. Và nhiều người ví von rằng là đây là lâu đài. Và cái lâu đài này thì xin thưa với các bác, hay chúng ta còn có thể mỉa mai hơn bằng cách gọi rằng là túp lều của các quan. Thì túp lều này tọa lạc ở trong vị trí đắc địa đẹp nhất. Và nó diễn ra và người dân biết được thông qua một cái thông báo đốt lò mới nhất liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi. Thì đó chính là của nhà ông Đặng Văn Minh ở khu đô thị Ngọc Bảo Viên tại Quảng Ngãi. Và người ta chụp được nó bởi vì khi mà công an khám xét thì rất nhiều người dân đã vây quanh xem. Và cái hình ảnh này thì được đưa công khai trên báo chí. Câu hỏi đặt ra là tại sao bây giờ mới biết? Đây không phải là cái trường hợp đầu tiên. Nhưng cái việc mà lâu đài của quan tại Lào Cai chỗ tôi chẳng hạn, tôi gọi là phố nhà quan, nơi có 6 căn biệt thự tọa lạc ở cái vị trí mà đáng nhẽ nó phải là công viên cây xanh được miễn phí cho người dân sử dụng, thì các quan ở Lào Cai đã chia nhau ra và cuối cùng thành nên 6 căn biệt thự người ta gọi là kim cương. Và ăn giống như là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Doan đã nói rằng là ăn không từ thứ gì, đến mức rằng là người dân ở Lào Cai nói là các quan này ăn cả gió của người dân, ăn cả gió, bởi vì đây là vườn hoa để người dân hóng mát. Cuối cùng người dân không được hóng mát mà đã hình thành nên câu những cái tòa biệt thự như thế. Và đây có đâu phải là chuyện mới không? Không hề. Chúng ta nhìn thấy những biệt phủ của ông Trung Ngọc Anh, chủ tịch của Hà Nội. Chúng ta cũng nhìn thấy của ông Long. Chúng ta cũng nhìn thấy của chủ tịch Hạ Long. Rất nhiều những căn biệt thự khi mà các quan ngã ngửa thì chúng ta mới thấy được phơi bày lên. Và thật sự là người dân có biết không? Thì như tôi chia sẻ trong clip trước thì người dân biết hết. Biết hết tại sao? Thì tôi vô tình đã đọc được một cái bài của anh Thái Hạo. Thì anh Thái Hạo là dẫn cái bài này lên. Và sau đó thì dẫn cái bài này lên. Và các bạn có thể thấy rằng là đặt một loạt những cái dấu hỏi. Và tôi chỉ xin trích nguyên văn cho các bác như thế này. Tại sao mỗi khi một quan chức bị bắt thì những ngôi nhà, biệt thự, biệt phủ xa hoa lộng lẫy như cung điện của họ thì mới được báo chí và mạng xã hội rầm rộ đưa lên? Có phải báo chí và người dân không biết? Không, biết cả. Vì nó luôn hoành tráng, tọa lạc ở những nơi đô thị sầm uất bậc nhất của địa phương. Nhưng không ai dám nói, vì nói là phải vạ ngay. Xã hội cũng như một cơ thể mà hệ miễn dịch chống lại bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, chính là tiếng nói tự do của báo chí và người dân. Khi hệ miễn dịch ấy bị vô hiệu hóa thì tất yếu các ổ bệnh sẽ được nuôi dưỡng trong thân. Nó chỉ vỡ ra mỗi khi đã phá hoại lục phủ ngũ tạng cho tới tan hoang. Nếu báo chí và người dân được khuyến khích bảo vệ và tôn trọng mỗi khi lên tiếng trước những sai trái, trước những nghi ngờ và phát hiện, thì không những sẽ luôn được giữ cho hệ miễn dịch ấy được khỏe mạnh, mà cơ thể xã hội cũng luôn được trong sạch. Công cuộc chống tiêu cực sẽ dễ dàng và hiệu quả gấp triệu lần. Nhưng thực tế thì lại không diễn ra như thế. Đó chính là lý do làm cho mọi việc đưa hình ảnh của những biệt phủ và quan chức lên báo, mỗi khi họ vừa tra tay vào còng thì trở nên mỉa mai, thảm hại và chua chát. Và dẫn cái bài này. Anh Thái Hạo thì mới nói thôi. Còn tôi thì chia sẻ với các bác cái điều này từ lâu lắm rồi. Và thực tế thì anh Thái Hạo có nói một cái câu rằng là Nếu như người dân được khuyến khích động viên, đúng không? Thế tôi xin thưa với em Thái Hạo với tất cả mọi người trên kênh ấy, là chúng ta được khuyến khích động viên. Nó không chỉ tồn tại trong một văn bản mà tồn tại trong nhiều văn bản. Đặc biệt là trong cuốn sách của bác Tổng Bí Thư thì bác cũng đã nói cái việc mà khuyến khích động viên và coi cái sức mạnh người dân là công cuộc mà chống tham nhũng tiêu cực. Anh Thái Hạo nói rất đúng. Và tôi cũng đã chia sẻ cái điều này từ rất lâu, không phải mới, mà là 4 năm nay. Gần 4 năm nay. Từ hồi đầu đã thành lập kênh, tôi đã chia sẻ với các bác
các cụm từ diễn biến theo năm tháng để sự tham gia của người dân. Tức là lúc đầu tôi nói rằng là phải có chiến tranh nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì sau này tôi bỏ cái tự từ chiến tranh nhân dân đi, chiến tranh nhân dân đi, bởi vì nghe nó không, nó hơi tối nghĩa, và dùng cái từ là thế trận toàn dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ có người dân tham gia vào, và tôi đã ví dụ rằng là chúng ta có thế trận an ninh nhân dân, chúng ta đã có chiến tranh nhân dân, chúng ta đã chống được cả giặc ngoại xâm nhờ chính nhân dân. Vậy thì chống nội xâm chúng ta phải có chính nhân dân. Và sau này bác Trọng trong một bài phát biểu chính thức thì tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng tiêu cực, và bác đã nói rằng là chống tham nhũng cũng phải toàn dân, chống tham nhũng cũng phải toàn dân, và rất nhiều văn bản, rất nhiều giấy tờ, nghị quyết, kết luận vân vân thì đều có cái cụm từ là khuyến khích, động viên người dân tham gia tố cáo phòng chống tham nhũng tiêu cực, rồi là khuyến khích, động viên, giám sát cán bộ, và đặc biệt là cán bộ đảng viên. Có là chúng ta có chủ trương đầy đủ, không phải là mới cái việc này, nhưng mà bác bảo ở trên như vậy nhưng ở dưới chúng nó đâu có làm được. Bây giờ thử bảo là một cái quan đầu tỉnh lên rằng là tại sao biệt thự của anh to thế, tôi thấy nhà của anh chẳng có ai làm kinh doanh vân vân nọ kia cả, và tại sao cái biệt thự nhà anh to thế, thì tất nhiên họ cũng chỉ giải thích vài câu rằng là thì do tôi nhiều năm công tác cống hiến rồi vân vân và mây mây cho nên mới có cái đó. Họ trả lời thế nào chúng ta phải chịu, nào là buôn chổi đót, rồi là làm đến tôi bóng tay, rồi chạy xe ôm, rồi thậm chí rằng là phải đi gọi rằng là bắt sổ khuya. Ngày xưa chúng ta gọi, ngày xưa đây có cái trò bắt sổ, tức là đạp cái câu bắt sổ cả đêm đó. Thế nhưng mà có ai xử lý như của anh nơi không? Nếu có anh buôn bán thì ông đi bảo Đỗ Hữu Ca đấy, lần này tài sản nhiều thế, 40 cái sổ đỏ nhiều thế, thế thì cái anh kinh doanh anh có nộp thuế không? Hỏi câu khoai chưa, đúng không? Anh mua nhà, anh mua cửa vân vân thứ nữa, rồi anh kinh doanh có tiền như này anh có nộp thuế, hoặc là những cái vị như là chủ tịch những cái thứ nữa có sinh hoạt tại địa phương không, tại chi bộ địa phương không, cơ sở. Và nếu khi sinh hoạt tại chi bộ cơ sở thì có ông nào dám đứng lên nói hẳn ra là các anh nhà anh tại sao nhà anh to thế, anh to thế, anh lấy tiền đâu ra anh giải trình cho người dân, người dân đã nghi ngờ anh tham nhũng cho nên có khối tài sản như thế. Ở đề nghị đồng chí là giải trình công khai minh bạch và giải trình cái việc này, có ai dám nói thế? Ngay trong hệ thống chúng ta không dám nói, đừng nói việc người dân của tôi với các bác ngồi nói, người ta có thể người ta văn bản người ta sai lệch, nhiều khi nó tạo ra một cái hậu quả nguy hiểm, một cái hậu quả rất khủng khiếp, có thể đo đếm thiệt hại. Thế nhưng cuối cùng người ta chỉ nói một cái câu rằng là lỗi của thằng đánh máy, các bác là nhớ thường thường có câu lỗi của thằng đánh máy, rồi lỗi này là do văn phòng, lỗi này do lái xe, lỗi này do thư ký kiểu kiểu đấy, chưa ai bảo lỗi của mình, đúng không? Đó, cái thực trạng rất đáng buồn. Nhưng người dân chúng ta bảo sai thì sao? Tôi nhớ mãi cái câu chuyện người ta có một cái đoạn clip là đánh nhau tại một sân của một cái ủy ban. Thế rồi xin thưa với các bác rằng là người ta nói rằng là ủy ban Sơn Dương thì phải. Thế Sơn Dương nó có cả thị xã, cả thị, cả huyện. Thế đánh nhau ở sân huyện hay là sân thị, sân ủy ban thị xã, thị trấn. Thế rồi cuối cùng người dân là chỉ có sai hai cái chữ thị trấn hay là huyện thôi. Thế mà cuối cùng người ta đè ra người ta phạt. Phạt thế thì đáng nhẽ các anh bảo rằng là đúng rồi, đính chính cái này là tại sân ủy ban, thì tại sân ủy ban huyện chứ không phải là thị xã, kiểu kiểu thị trấn. Kiểu như thế. Đáng nhẽ động viên người dân khuyến khích thì được đè lên phạt. Chỉ sai đúng cái chữ, câu chữ, từ ngữ. Cái bản chất không sai. Thế nhưng mà cuối cùng là buộc cho một phát cái là thôi. Quả này là xong. Đó. Thế cho nên ấy, khuyến khích người dân, cái cơ chế động viên khuyến khích người dân á tham gia tố cáo phòng chống tham nhũng tiêu cực để không phải cái mới, mà kênh Cha Cha TV khẳng định với các bác ở trên kênh là từ ngày đầu thành lập là tôi đã có ý tưởng này rồi, và sau này nó được thể hiện và lúc đấy rất liều lĩnh, bởi vì lúc đó là ít người dám nói thẳng như thế. Thế nhưng cuối cùng cũng đã được rất nhiều nghị quyết của Đảng và đã thể hiện cái đó ra trùng hợp với cả ý kiến của Cha Cha TV. Và ngay cả bác Trọng cũng nói trùng hợp như thế.
Thế nhưng mà như tôi đã chia sẻ rất nhiều lần, nghị quyết là một chuyện, văn bản giấy tờ bên trên là một chuyện, nhưng bên dưới chúng nó có thực hiện hay không mới là chuyện khác. Bây giờ hở một tí, sai một tí là đè ra để mà phạt, để mà xử. Thế thì ai dám nói nữa? Cứ bảo ta cho chúng mày nói, cho phép chúng mày tố cáo. Nhưng mà chỉ cần lệch một tí thôi là xong phim. Trong đó cán bộ là những người mà thật sự là hiểu biết về mặt pháp lý, pháp luật. Mà họ còn sai đầy ra đấy. Mà họ trái vì làm sao cả cùng lắm là kiểm điểm. Còn chúng ta mà sai là vớ vẩn là chúng ta bị ăn dính 331. Chúng ta bị ăn dính vu khống. Bởi vì để cái những cái gì mà chúng ta gọi rằng là trong 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 tuyên giáo của hội này, để nghị quyết đi vào cuộc sống thì ai đảm bảo cái nghị quyết này đi vào cuộc sống? Mặc dù chúng ta có, tôi trích dẫn rất nhiều trên kênh, không cần phải nhắc lại, nghị quyết số bao nhiêu, kết luận số bao nhiêu, quy định số bao nhiêu nữa, đúng không? Chúng ta muốn phòng tham nhũng tiêu cực thì chúng ta cũng đã nghiên cứu qua các vụ đại án. Nếu tiếng nói của người dân được thật sự tôn trọng thì chúng ta chắc chắn sẽ không xảy ra những vụ cho FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Cơ chế điều hành của nhà nước vô cùng đơn giản, khi người dân thấy vấn đề, người dân được lắng nghe để các anh giải thích vấn đề và xong. Cũng giống như cái câu chuyện là tôi thấy dấu hiệu thì tôi đi kiểm tra, nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì không sao, phải kiểm tra công khai. Nhưng mà nếu như mà thấy có vấn đề thật thì như thế nào, đúng không? Đôi điều chia sẻ với các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.